Xin chào mọi người ơi, khỏe không? Mình là Johnny, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Johnny tên là K-pop Johnny Reacts. Và hôm nay Johnny lại đến đây reacts trên bài hát Việt Nam rồi. Và hôm nay bài hát tên là Lạc Tạc Tạc rồi, ok qua Chuốc Niên. Chuốc Johnny reacts trên bài Chuốc Niên rồi. Và Healthy is Sexy đúng không? Về Duồng Cồng, Johnny reacts trên bài này rồi. Và bài này rất là mới cho Tết, sắp Tết rồi, có lạnh rồi, Johnny rất thích lạnh. Đây, mặc áo ấm thì nhìn rất đẹp trai. Có đẹp trai không? Mọi người cho Johnny biết, Johnny có nhìn đẹp trai không? Cho Johnny biết nhá. Ok, và Johnny chưa nghe bài này rất là mới. Có thể mọi người xem rồi, nếu chưa xem thì xem và nghe với Johnny nhá. Ok, và chưa bắt đầu reaction, Johnny muốn nói chuyện với mọi người ủng hộ Johnny đến 1000 subscriber nhá. Ok, thì Johnny sẽ cố gắng làm reaction nhiều hơn cho mọi người. Ok, thì mọi người ủng hộ Johnny, giúp Johnny nhá. 1000 subscriber không nhiều mà rất ít, thì mọi người key YouTube của Johnny và chia sẻ video của Johnny với mọi người. Ok chưa, rất là free, không mất tiền, chỉ là bấm một lần thôi là subscribe luôn. Và bấm bell icon, ting 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 bell icon nha, thì mọi người sẽ biết được khi Johnny lên video mới thì mọi người sẽ có biết được. Ok, thì bây giờ Johnny không muốn nói chuyện nhiều, Johnny sẽ bắt đầu reaction nhiều. Ok, 1, 2, 3, let's go baby. Keyboard đẹp thế. What a music. Wow, nice music. Johnny chua nghe, nghe một chút là thích rồi, rất hay, music rất hay, nhạc rất hay. Để Johnny bật subtitle tiếng Anh. Ting 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 ting. Không có à? Vietnamese. Không có tin anh có rồi. Let's go. Tin anh baby. Đấy, khi có Tết thì mọi người rất mệt, làm sạch nhà, mua nhiều đồ đi chợ và làm rất nhiều thì rất mệt đúng không? Nhưng rất vui, khi có Tết thì rất vui. Ôi trời ơi, có mồ hôi và cho hòa luôn. Trời ơi, Ấn Độ không có Tết như vậy, nhưng Việt Nam không có Tết như vậy. Nhưng Ấn Độ có một ngày lễ gọi là Diwali. Diwali là ngày lễ to nhất ở Ấn Độ. Tháng trước vừa có Diwali rồi và Johnny làm ở Việt Nam luôn. Nếu mọi người muốn xem thì Johnny sẽ lên ở đây. Ok, thì Johnny làm Diwali ở Việt Nam luôn. Năm ngoái Johnny làm Diwali với gia đình Johnny, rất vui. Nhưng năm nay Johnny không ở Ấn Độ thì Johnny làm ở Việt Nam luôn, rất vui. New Tết của Việt Nam, Ấn Độ gọi là Diwali, rất vui, rất thích, rất hạnh phúc. Ok, sponsor of the video KitKat trả tiền cho video này rồi mọi người ơi. Sponsor of the video. Wow, I love the way the artist create a song for the sponsors. It's really creative and it's so hardworking to create a whole song for just a sponsor. Wow, that's nice, that's really nice. And they know the song of that will be go viral and many people will listen to it and dance on this song. So that's why they sponsor this video and KitKat will get profit from the video, right? Let's go. Very smart. Thuming. Đấy, chuốc ăn KitKat thì rất mệt mỏi, rất buồn, rất chậm, rất lười. Sau ăn KitKat rất vui rồi, rất energetic rồi, rất muốn làm việc rồi. Đúng không? Ôi. Nè.
từ đang làm sách bạn lên lên ở đây rồi bằng giấy thì phải làm sách. Wow, rất hay mọi người, bài này rất hay. Có thể trước cho nên nghe bài test của Đức Phúc và bài này cũng hay nhưng một chút cũng có bướn và rất hay, nhưng bài này rất là hay luôn, nhạc nhạc rất rất hay, nhạc rất hay. Wow, nice song, nice song. Đây bài bài cho nhảy, bài này cho nhảy, có thể bài này sẽ viral trên TikTok. Nếu bài này viral trên TikTok thì sẽ có rất nhiều view luôn mọi người ơi, rất nhiều view. Nhưng video của Johnny không có nhiều view, mọi người ủng hộ Johnny đi, cho nhiều view đi, let's go. Xa hơi ngồi tiếng cũng xe, theo xa hơi dù đang dần dần. Xa hơi đầu áp hồi tiếng, tôi lắc qua lên bàn câu hỏi truyền thống. Xa kiểu bóng quần trắng, thì nằm con cháu trong nhà lắm thương. Không biết đấy, nèo nâu nèo đỏ khi cô test nâu bánh trúng ngon nhưng rất béo. Johnny ăn nèo lần rồi nhưng sợ béo. Johnny vẫn béo nhưng cố gắng giảm cân, cố gắng có 6 muối. Chưa Johnny có 6 muối nhưng bây giờ một muối thôi. Maybe this part will get viral on TikTok. The song is really amazing, man. Wow, what a banger from Chúc Niên. Wow, nice. The old people is also dancing on this song. Wow, nice. Đấy, có nhiều bạn bè đi gặp all relatives. Come and meet you all and give gifts, give money. Ăn đâu cũng như vậy, khi có Diwali thì tất cả bạn bè đi gặp nhau và cho ăn cho lì xì cũng cũng như Việt Nam. Wow, nice. Yeah. The uncle is dancing so cool. Wow, man. Uncle is dancing so good. Wow. Bitch. Wow. What a banger, man. I want to dance. I want to dance. Johnny cũng muốn nhảy trên bài này rồi. Khi tất cả đang nhảy và đi rất là vui, rất hạnh phúc. Johnny cũng muốn nhảy, Johnny cũng muốn ở video này thì rất rất vui. Johnny cũng muốn nhảy. Đúng rồi, Johnny cũng muốn nhảy rồi. Wow. Đây, làm động tác cho TikTok, cho viral trên TikTok. Để cho đi xem làm đi nào. Đúng rồi, để đeo lên nhảy nhé. What a banger, man. Lovely song. Mệt rồi, để một chút là mệt luôn rồi. Ôi ơi, bài này quá hay. Ôi giời ơi, không biết nói gì. Wow. Hôm nay luôn Johnny sẽ làm nhảy trên bài này. Và Johnny sẽ giải lốc Johnny.
Và có thể Johnny nhảy solo luôn, Johnny sẽ lên TikTok luôn. Don't know. Không biết Johnny nói gì, không biết nói gì. Bài này quá hay mọi người. Johnny biết 100% mọi người sẽ cũng thích bài này rồi. Và nếu mọi người nghe chuộc Johnny thì cũng thích rồi. Nếu mọi người nghe với Johnny thì có thể cũng thích rồi. Wow, lovely song, lovely song. Wow. Music, especially the music, the nhạc rất hay. Adele luôn. Nhạc cũng rất hay. Phúc sau chục niên hát rất là hay. Wow, 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 wow. Amazing, amazing, banger, banger. Có thể hơn 10 triệu view trên bài này. Hơn 10 triệu. Do ít nhất là 10 triệu view sẽ đi trên bài này. Và nhiều nhất là không biết. Có thể nhiều là 20, 30, 50 cũng được. Nhưng ít nhất là có thể 10 triệu view sẽ trên bài này. Để xem có không. Và nhiều video của Johnny có 100k view. Wow, thì Johnny sẽ rất thích. Mọi người ủng hộ Johnny đi. Chê cho Johnny nhiều view đi. Ủng hộ Johnny chia sẻ được của Johnny mọi người ơi. Ok, thì nếu mọi người là mấy trên YouTube của Johnny thì welcome my YouTube channel. Nếu mọi người xem nhiều lần rồi và chua kì thì đang làm gì vậy? Đi đi, YouTube của Johnny đi, ủng hộ Johnny đi. Ok, thì bây giờ Johnny muốn hết video này ở đây. Johnny sẽ gặp mọi người lần sau. Video mấy, nhạc mấy, đây mấy. Ok, till that, bye bye, namaste, love you all. Tạm biệt mọi người nha.